doing it. Theo hãng tin Reuters, cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp. Chào mừng bạn đến với ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ cung cấp cho bạn những trải nghiệm tin tức audio tuyệt vời nhất. Với những giọng đọc truyền cảm của các biên tập viên, ứng dụng sẽ mang đến cho bạn những trải nghiệm nghe tin tức tuyệt vời nhất. Bạn yêu thích các thể loại tin khác nhau, không cần phải lo lắng. Chúng tôi cập nhật thường xuyên để bạn luôn nghe được những tin tức mới nhất. Không chỉ đón đầu các tin tức nóng hổi 24 giờ, ứng dụng luôn cập nhật những tin tức về thị trường tài chính bất động sản trong nước cũng như thế giới, cùng đầy đủ các danh mục khác nhau như thế giới, đời sống, văn hóa, sức khỏe, quân sự, thể thao, pháp luật. Ứng dụng Radio Tin Tức 24 giờ đang hoàn toàn miễn phí và có sẵn trên chợ ứng dụng Google Play. Đường dẫn tải ứng dụng trong phần mô tả video. Chúc các bạn một ngày nhiều niềm vui. Của bang Mississippi nói lốc xoáy và dông bão gây thiệt hại cho khu vực kéo dài khoảng 160 km, làm ít nhất 23 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương ở Mỹ cuối ngày 24 tháng 3 giờ địa phương. Theo hãng tin AFP, video chiếu trên truyền hình cho thấy những ngôi nhà bị san bằng và mảnh vỡ vương vãi khắp các con đường. Thành phố Rolling Fork và Silver City bị tàn phá khi lốc xoáy quét về hướng đông bắc với vận tốc 113 km/h. Ông Nicholas Bright, nhà khí tượng học của Cơ quan Thời tiết Quốc gia ở thành phố Jackson, Mississippi, Mỹ cho biết, theo thông tin sơ bộ thì cơn lốc xoáy ở trên mặt đất trong khoảng 1 giờ và hoành hành trên tuyến đường kéo dài khoảng 274 km. Được biết, lốc xoáy đã làm mất điện khoảng 83.000 ngôi nhà và cơ sở kinh doanh. Lực lượng cứu nạn cho biết còn nhiều người bị mắc kẹt trong nhà sau khi trận lốc xoáy quét qua. Hiện tổng thiệt hại sau trận lốc xoáy đang được thống kê.